Ok nữa nha. Đó, tiếp tục mình sẽ có admin của con e-commerce này. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ bắt đầu với lại cái thằng manager user nha. Sau đó đi xuống năng lực. Còn cái gọi là thêm vào giỏ hàng với lại cái thao tác mà mua hàng được ạ. Thì bên client mình chưa code nữa hả? Thì đó để mình từ từ đi. Có từng cái một hả? Bây giờ mình sẽ làm cái giao diện quản lý người dùng. Đầu tiên anh em cứ lo hết cho mình. À, hôm qua là mình có trước khi kết thúc, trước khi tắt á, thì mình có sửa lại mấy cái CSS một xí thôi. Anh em có thể sửa tùy tùy theo ý mình nha. Rồi, bây giờ mình cái chỗ admin manager user anh em bật lên cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ code ở trong thằng này nha. Tiếp theo là Ctrl V này, mình sẽ user này. Trong cái thằng user controller này anh em xem thử là mình có một cái gọi là get không, cái này là login này, cái này là refresh này, cái này là logout này, forgot này, reset này, get user này là get user số nhiều này nè, mà mình đang get cái kiểu là get theo cái kiểu là lấy tất cả nha, còn cái này là nó chưa có phân trang, đúng ra là mình sẽ ghép theo kiểu phân trang nha. Update cả. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa lại cái này cho nó thỏa mãn cái việc là có thể lấy được theo phân trang ha và sort theo bar graph. Đầu tiên á, khi mà bước vào thì mình sẽ phải con store này. Anh em lấy cho mình là cái limit này, cái base này, cái order này. Cái base, cái order, cái field này. Cứ copy của thằng product qua cho lại ha. Còn công code CMS. Ok. Đây, anh em copy của thằng này qua đây, nó cũng y chang thôi, không khác mấy đâu. C. Mình dán qua đây. Rồi. Sau đó là chỉ cần sửa lại thôi, bỏ mấy comment đi ha, cái comment này để cho anh em gọi là hiểu thôi, nhưng mà lúc sau thì không cần nữa, mình chả cần comment nữa đâu. Rồi rồi bây giờ sửa lại cho nó phù hợp với lại thằng user thôi. Đầu tiên cũng lấy query này, lấy bốn thằng này ra, sau đó là xóa bốn thằng này ra khỏi cái query này, rồi tìm kiếm nếu mà có mấy thằng này thì bỏ vô này, không có thì thôi. Color, cái color này không cần này, bỏ đi. Cái title này là mình sẽ tìm theo cái gọi là tên nha, mình sẽ là name của cái thằng người dùng á. Rồi, cái calories xóa đi. Color mình cũng sẽ xóa luôn nha nè. Rồi, mình sẽ có một cái color offset quy. Rồi, vậy thì cái này vứt đi. bỏ cái này vô lại này. Rồi, bỏ cái này vô. Ok, coi như mình sẽ làm bình thường nha. Có name thì mình sẽ thêm query.name. Đó, bằng cái regex ha, query command. Xong. Rồi, bây giờ nó sẽ ra cái file user API này. Trong cái phần user, mình sẽ tạo một cái API gọi là get all ha, get user mà get all. Đúng ra cái ACS này á, mình nên tách ra thành hai cái ACS ha, một cái ACS private với lại một cái ACS public ha. Nhưng mà ở đây mình gặp chung. Thì anh em ấy thì có thể nghiên cứu cách mà tách ra nha. API get user. Rồi, cái này mình sẽ chọn ba ram cho nó. Method là get này, cái này là bỏ đi, get như này thôi. Chỗ này mình sẽ truyền ba ram xuống. Ok. Bây giờ mình sẽ sang cái thằng manager user trong này á. Đầu tiên là sẽ lấy cái API xuống import này.
Inbox theo kiểu API thì inbox D này. Đó, trong này mình sẽ là gì? API user. Rồi, bên chỗ này mình sẽ có API get user. Xong. Cái thằng manager này, đầu tiên mình sẽ tạo một cái header trước nha Nam. Tạo một cái header ở trên trước, sau đó là mình sẽ tạo cái khúc dưới sau. Đầu tiên mình sẽ có một cái gọi là H1 đi. Trong cái H1 này nó sẽ có khoảng 2. Hay đầu tiên mình sẽ để là một cái thẻ span trong này nha. Manager này. User này. Rồi, xin lấy cho nó class name. Thằng này mình sẽ cho hay luôn nha. Hay của nó khoảng là 75 đi. Pixel. Flag justify between nha, anh em để cho mình là justify between nha, sau đó là item center, tại vì nhiều khi mình muốn một cái nút nữa trên đó nữa thì nó sẽ nằm bên cách nhau ra ở hai đầu hơn. Item center. Tiếp theo là tag bytler, tag bytler form này, bold. Được rồi. Rồi, ok anh em thì lưu lại sau khi đó mình ra đây mình xem thì mình sẽ có một cái chữ manager user ở đây. Tiếp theo là cho một cái padding đi. Padding x là khoảng 4 ha. Lưu lại. Rồi. Thì mình sẽ có một cái đường này, tiếp theo mình sẽ cho nó một cái border ở dưới nha. Để một cái border. Border bottom. Rồi, được rồi. Mình phân chia nó ra thôi để select cho đẹp thôi. Rồi mình sẽ có một cái border như thế này. Và cái border này nó để màu như này thì nó hơi khó nhìn. Anh thích thì anh em sẽ để thêm một cái màu màu đậm hơn xí cũng được, không thì thôi, mình sẽ để manager user ở đây, ở dưới này. Ở dưới này là mình sẽ bắt đầu là có một cái bảng. Có một cái bảng ha. Truyền xuống cho mình một cái div. Một cái div này, trong này nó sẽ có gọi là một cái table. Trong cái table này nó sẽ có gọi là t-header. Trong t-header nó sẽ có gọi là th trong này là th. Đầu tiên chỗ này mình sẽ để là để một dấu thăng này, cái xuống dưới là nếu cái user thì mình sẽ xem thử là nó có những cái trường nào thì vô đây định nghĩa một cái hàm á, const user, để mình lấy user mình xem thử là nó ra những cái gì đó, sau đó mình mới quyết định là code cái bảng nó có cái gì ha. Có vẻ như máy hơi lắc. Ok, lại nha. Tạo một cái hàm thôi. Hàm này mình sẽ là constructor response, làm như đó giờ mình làm thôi ha. Await này, API get user. Rồi, trong này cái hàm này mình sẽ fetch cái param vào đây. Sau đó là mình sẽ truyền param vào đây. Đó, đầu hàm để async ha, tại vì cái hàm này là bottom bone này. Console log là response. Rồi, để gọi được cái hàm này thì mình sẽ bỏ trong cái UI effect. Ok. Cái dependency thì trước tiên anh em cứ để rộng ha, sau này mình sẽ fix style, fix thêm. Tiếp tục là trong này anh em cứ gọi gọi cái hàm fetch user ra. Rồi, trước đó là mình sẽ mở cái DevTool lên. Và để cho dễ á, thì anh em cái DevTool á mình sẽ để ra một cái tab riêng như này ha, để cho nó dễ. Rồi bây giờ cái network của mình đang là chưa có gì đúng không, bây giờ mình sẽ vô đây mình lưu cái thằng này lại này,
thì khi mà lưu lại thì nó sẽ gọi API ha. Rồi ông thần này ông gọi API và nó báo ra một cái lỗi, đây lỗi gì đây mình không biết luôn, product is not defined à, chứng tỏ là trong cái hàm mà nãy copy paste của mình ấy, mình quên đổi cái mình nên đổi cái câu lệnh mà chạy câu lệnh á, nó đang chọc vô cái product này, mình sẽ chọc vô cái thằng user ha. Được ạ. Rồi, xong xuôi, chạy ra lại lại cái ông thằng này. Lưu lại cho nó gọi lại API nha. Rồi. Nó không gọi API thì mình ra đây. Không, vô đây, bấm qua đây lại. Đó, ông thằng này ông lại gọi và ông lại báo product not defined. Product not defined. Thì để mình check xem là cái API này ông gọi tới đâu nha. Ông gọi API này, user. Vô trong này mình sẽ check cái route user. Rồi, có một cái gọi là get. Đây, get user. Có một cái ông gọi là get user ở đây. Lấy vô đúng không này? Vậy là ở đâu đó có thêm một cái product mình chưa kịp xử lý à. Mình sẽ cần cho nó ép nè, mình tìm cái thằng gọi là product này. Đây, đây này này. Sửa thằng này lại thành user cho mình nha. Rồi, lưu lại. Ok. Ra cái trang của mình sẽ làm lại. Rồi. Đại khái là nó gọi được API rồi, ở 200 nha, mã code 200. Cao là một sản phẩm. Ok, vậy là cái tài khoản của mình đang có một một người thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo thêm hai ba cái sản hai ba cái user nữa. Mà hình như user của mình là tạo bằng mail thì phải. Thì mình sẽ vô Mongo mình tạo luôn nha. Cái tại vì cái tạo tài khoản bằng mail á. Mình sẽ vô cái thằng Compass này. Vô đây mình sẽ tạo ở trong này luôn. Tạo chừng 3-4 thằng thôi để test cái chức năng thôi. Manager. Anh em đợi xíu à. Ok, kết nối này. Trong này trong cái thằng user này mình đang có mỗi một thằng thôi, bây giờ mình sẽ thêm vào một thằng nữa. Add data này, inbox, insert document này, pass one or more document here. ID. Nó có ID rồi. Name. Ô từ. Ba password mọi 3 4 5 6 từ nha. Mình sẽ xem thử là đây này, mình có first name last name nha. First name rồi thêm một cái password. Thêm một cái gọi là last name. ABC đi, mình sẽ để là Tony đi. Rồi. Cần gì nữa nhỉ? Mobile thì mình sẽ cho là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi, kệ nó. còn cái email, quan trọng là cái email
để là gì? User 01 a@gmail.com. Còn gì nữa nhỉ? Wishlist role ha. Còn một cái nữa là role. Role thì mình sẽ để là à không có, cái này nó default rồi, mình không cần role ha. Rồi, để như đây thử là mình sẽ copy lại thằng này nha, để tí không có công viết. Rồi, insert. Ok anh em, mình có một cái thằng như này. Khả năng cao là nó không có tự động viết trước kia. Dìm phải bắt đầu viết hết mấy cái này à? Thôi khỏi cũng được. Anh em đợi xí ha, mình sẽ viết một cái API để tạo user. Đây sorry. Rồi, đợi tí nha. Ok nè, mình tạo một cái file constant ở entity này, cho một cái biến như này. User có đủ 5 trường như này ha, bắt vô. Rồi, sau đó là mình sẽ qua bên này. Constant nó ra thì mình sẽ phải export nó ra nha, mình sẽ là export chấm constant chấm user bằng user. Ok, mình sẽ export thằng này ra nha. Ý trên này này, như này luôn, export chấm. Ok, mình sẽ export một cái thằng user ra như này. Rồi ở bên đây mình sẽ là constant lấy cái thằng user. Từ từ mình sẽ khoan dùng cái này nha, mình sẽ require chọn vô cái thằng utility trong cái thằng constant. Rồi trong này mình sẽ thử gọi user nó hiện không. Ok, nó có cái này là mình export với lại import thành công. Rồi ở dưới này tạo cho mình một cái hàm ha, gọi là create user đi, có s nha. Export cái hàm này ra đây. Rồi trong cái hàm này á, mình sẽ dùng cái thằng ở trong cái Mongo nó có một cái hàm book create không nhỉ, nó gọi là tạo hàng loạt á. MongoDB. Mongo. Đây, nó có một cái là bung bung arise update manage filter create. Cái hàm create này nó tạo nhiều được ha, thì mình sẽ bỏ cái thằng này vô thôi, gọi là hàm create thôi. Constant response bằng await user chấm create, anh em bỏ cái thằng user ở đây. Ok rồi mình sẽ return ra thôi. Return 200, nếu mà có response true false, có response chỗ này mình sẽ là để là user nó báo lỗi async thôi. Ok cái handle cái thằng này nè, mình nhầm rồi nè, thêm một cái dấu ngoặc ở đây nữa nè. Đó thì chỗ này này mình sẽ để là async này, nãy mình xóa nhầm cái dấu ngoặc thôi. Rồi xong xuôi lưu lại ra bên cái thằng round, định nghĩa tiếp một cái thằng khác thôi. Đúng ra mình sẽ dùng token nha, nếu mà token admin thì mình cho tạo như này, không thì thôi, nhưng mà cái này để làm nhanh á thì mình sẽ làm như này luôn. Mình thấy là boss
chỗ này mình sẽ để là gì, mock ha, mock data, và chỗ này mình sẽ gọi là create user. Rồi lưu lại. Bây giờ mình sẽ vô cái thằng insert http này, tạo thêm một cái, anh em nhớ để dấu gọi là ba dấu thăng thì nó mới ba dấu thăng này thì nó mới cho mình làm một cái method mới nha, một cái request mới nha. Rồi anh em có thể định nghĩa một cái biến ở trên này cũng được, một cái biến môi trường trên này cho nhanh, còn không thì cứ copy như này cũng được. Insert mình sẽ là user và mock. Ok thì lúc này là mình sẽ coi cái thằng này nè, nó đang gọi là có một cái đúng không, rồi gửi request này. Rồi là lúc này là mình đã tạo được 5 cái rồi, bây giờ mình sẽ ra đây mình reload lại này. Rồi anh em sẽ thấy là mình sẽ có 5 thằng, rồi có được 5 thằng rồi. Ok cái này lưu lại đi. Rồi bây giờ có 5 thằng rồi, mình sẽ qua bên đây mình sẽ gọi API ha. Qua bên này này, gọi API. Rồi vô lại cho nó gọi API, bấm qua cái thằng này. Ok lúc này mình đang có 5 thằng. Rồi mình sẽ dùng 5 thằng này mình render ra. Thì trong 5 thằng này mình sẽ xem nó có cái gì. Đầu tiên là phải hiển thị email này, first name này, last name này, mobile này, và role ha. Đúng ra là mình nên có một cái bảng role, bảng role để mà cái code này sẽ ứng với lại cái giá trị nào á, như cái code là 1945 này sẽ ứng với role nào thì mình sẽ lưu trong một cái bảng role ha. Thì lúc đó mình sẽ render ra, nó sẽ hay hơn cái việc là mình sẽ viết thẳng vào trong code ha. Vậy thì khả năng cao là mình sẽ không thì ok mình sẽ tạo một cái bảng đi trong cái thằng model này, anh em tạo cho mình một cái bảng là role thôi .js. Rồi nó phải MongoDB ha, MongoDB gom này, mình sẽ sửa cái tên của thằng này thành là role, role schema, và cái user cái tên của các bạn sẽ là role này. Trong này nó chỉ có hai trường thôi, một trường sẽ là code này và một cái sẽ là value này. Thằng này sẽ là value, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái API để mà thêm thêm code value cho nó ha. Cái viết luôn cho cái thằng insert thì mình phải xóa lại, mình insert lại từ đầu để xem nào. Trong cái thằng insert này, insert calorie này, đây trong cái mình sẽ gọi cái hàm F2 này, mình sẽ insert cái thằng này. Ngoài ra để xem nào, Xbox này, ui chấm rôn này, ba nó là một cái mạng, trong này nó sẽ có đầu tiên là rôn này, ơi code này. Đó, 1945 này, value này là bữa mình nói 1945 là gì nhỉ, admin nè, đây
Trên C, trên V, cái này mình sẽ sửa là 1979 ha, sẽ là user. Anh em tạo thêm cũng được hoặc không tạo cũng được, mình viết thẳng vô trong code ở ngoài phía client cũng được ha. Cái này nó nếu mà viết theo role nè thì anh em thêm sửa xóa được nó được ha, còn không thì thôi. Cái này là mình chỉ anh em cách thêm thôi nha, anh em tạo cái bảng này xong rồi qua cái thằng này bọt qua, còn mình thì lười quá khó làm đi, mình sẽ làm ngay ở trong cái thằng này luôn, trong cái constant này export constant roles bằng. Rồi chỗ này đầu tiên mình sẽ để là code 1945 value thì mình sẽ để là admin. Tương tự này là 1979. Rồi mình user. Ok, trong cái manager này này mình sẽ hiển thị đầu tiên là thằng đúng không? Thứ hai mình sẽ hiển thị là email. Thứ email address. Này sẽ là full name. Full name. Tiếp theo sẽ là role ha. Role của cái tài khoản đó. Thứ sáu sẽ là cái ngày tạo ha, created. And thứ 7 sẽ là được check tiếp nha, nó còn cái gì nữa nha. Mobile. Rồi sẽ có một cái nữa là phone. Rồi email card. Mobile last name. Trạng thái ha, is blocked. Cái này mình làm khi mà đăng nhập mật khẩu sai quá 5 lần thì mình sẽ block cái tài khoản này nha. Thì cái đó mình sẽ làm, anh em nhớ nhắc mình nha, sau này nhớ nhắc mình làm cái đây nha. Có thêm một cái là ok, chỗ này sẽ là cái status nha, sau đó là cái thằng mobile last name email wishlist role request. Mình nghĩ đủ rồi, còn cho một cái cuối cùng sẽ là cái action ha, tức là action này sẽ là những cái nút mà sửa và xóa thôi. Rồi sau khi thêm cái head này thì mình sẽ có gọi là tbody, tbody của cái bảng thì tbody nó sẽ có gọi là tround ha, tround. Trong tround này nó sẽ có gọi là td thì để mình xem nha, để tí mình ra mình xem thử là cái bố cấu trúc HTML của cái bảng thế nào. Table Tywin sẽ là symbol này. Ok, mình sẽ vô đại một cái mình xem ha. Số code này. Rồi, thằng này nó sẽ có là th này, xong rồi tround, xong rồi th, xong rồi tbody, tround, xong rồi td. Vào lại đây th này, trong này nó sẽ bọc trong cái tround này. Tround tbody th. Ok, cái row là một cái hàng á, vì mấy thằng này là cái th á sẽ là một cái ô trong cái bảng nha, còn cái tround á sẽ là một cái hàng trong cái bảng đó, sẽ bọc nó trong cái tround. Rồi bọc trong thằng này nữa mới đúng ha. Rồi dưới tbody này thì tround là một cái hàng đúng không, trong tround nó sẽ có td, những cái td thì td sẽ là gì, td sẽ là một cái ô trong cái body á. Thì đầu tiên là mình sẽ render cái thằng này bằng cách là mình sẽ dùng cái API mình gửi lấy về này, cái dữ liệu mình lấy về từ API này, nếu mà cái response chấm success ha thì mình sẽ xét, thì để xét được thì mình sẽ cần một cái biến để lưu use state sẽ để là user
user này mình sẽ để đầu tiên, sẽ là null set user, thằng này biết ho ra nha. Rồi nhớ là import cái thằng useState vào đây. Nếu mà mình gọi được xong API thì mình sẽ set cái user bằng cái thằng response để xem thử là nãy mình gọi về cái gì nha. Response chấm mình đang để là product này nam, sửa lại cho mình ha, cái này không phải là product nữa đâu. Trong cái controller này, lúc mà get user về mình lại trả về cái product ha, trong này sửa lại cho mình là user. Được rồi. Qua bên này thì mình sẽ chấm là gì? User. Rồi, ở dưới này thì anh em để ý là cái user của mình ấy, cái user của mình gọi về á, nó có gọi là đây này. User nó có cao này, cái response của mình là nguyên cái đống này anh em ạ. Cái response của mình là thằng này này đó, mà nếu mà anh em chọt vô cái thằng user mình mới đổi tên nha, chọt vô thằng user mình chỉ lấy được cái mảng này thôi, còn mất cái cao đi thì chỗ này mình sẽ xét bằng response luôn đó. Thì giờ cho đây nè, thì mình sẽ gõ lại là gì, nếu mà có response đấy lộn, nếu mà có user chấm user chấm user gì cũng được kệ nó, còn không anh em có thể đặt tên khác ha cho khỏi bị trùng ha. Rồi mình sẽ dùng thằng này để mình map qua. Trong này sẽ có hai thứ, một là element, thứ hai là index. Rồi index để mình làm số thứ tự thôi, element. Rồi mình sẽ trả về một cái gọi là tr nha anh em. Tera tức là ứng với mỗi cái element mình sẽ có một cái tera, trong tera này mình sẽ có td đó. Thì cái tera này nó sẽ ăn cái key, key này anh em để là element chấm id. Rồi cái đầu tiên sẽ là nó ứng với lại cái số thứ tự này, thì mình sẽ để là gì, index cộng 1. Tiếp theo là cái address thì mình sẽ là gì, element element chấm email tương tự ha, thì mình sẽ copy một loạt xuống, thằng này sẽ là element chấm last name cộng first name này, mình sẽ dùng template string ha, element chấm last name rồi cắt ra. Element chấm first name. Rồi tiếp theo là role. Role thì lúc này á là mình sẽ import cái ông trong cái constant key vô, mình sẽ là IMD trong cái thằng gọi là utility này của constant này. Rồi bên này mình sẽ có gọi là user, không có à, gọi là role chứ. Rồi thì xuống dưới này mình sẽ check xem là cái role đó, cái role đó này chấm solve này, mình sẽ tìm xem là cái role nào mà bằng với lại cái thằng element chấm role, được chưa? Thì mình sẽ trả về cho nó, thì chỗ này mình sẽ để làm file để mình có thể lấy được giá trị luôn đó. Tìm xong thì mình sẽ được cái giá trị là object, thì mình sẽ chọt vô cái thằng gọi là value đó, value tức là cái thằng bên này này đó, mình sẽ ra được cái thằng đó luôn. Thứ năm sẽ là phone, phone thì chỗ này mình sẽ để là mobile. Thứ sáu sẽ là status sẽ là is blocked hay không, thì chỗ này mình sẽ check theo cái thằng is blocked ha, thì chỗ này mình sẽ để là gì, element chấm is blocked. Nếu nó là true thì mình sẽ để là gì, blocked ha. Còn nếu nó là false thì mình sẽ để là gì, active. Rồi còn cái cuối cùng sẽ là cái ngày, thì mình sẽ để là created à thôi. Thêm một cái nữa là action ha, thì action thì chỗ này mình sẽ để một cái hai cái thẻ span ha, trên này đầu tiên là sửa thì mình sẽ để là edit, một cái là delete,
Rồi, lưu lại. Trước tiên là mình sẽ điền dữ liệu, sau đó là nếu mà có thì mình sẽ select sau. Đó thì lúc này anh em sẽ thấy là mình đã có dữ liệu của một cái bảng như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái gọi là CSS thôi, mình sẽ CSS cho nó. Thì anh em đợi một tí ha. Rồi, cái table này anh em để cho mình là class name. Nó có một cái class name cho table là table fix thì phải. Table auto. Ok, để table auto nha. Thứ hai là margin bottom, mình sẽ cho nó cách ra ở dưới là khoảng 1,5 rem, là khoảng 6. Tag thì mình sẽ để là tag left nha. Rồi. Cái th này mình sẽ select cho nó là class name. Để phông cho nó in đậm ha, mình để gọi là phông white. Phông white thì mình sẽ để là phông bold. Background thì cho nó một cái màu ha. Gray 700 chẳng hạn. Tag của nó sẽ là tag 13 pixel đi. Đó, cho phông nó nhỏ lại. Tiếp theo là mình sẽ cho nó một cái border ha. Cái border này mình để border blue đi. 300. Và mình sẽ để là text center. Ok. Xuống cái th là mỗi cái thằng này này thì mình sẽ để gọi là bedding với lại để nó bedding thôi. Ok, chỗ này mình sẽ là gì? Class name này. BX là 4 đi và BY sẽ là 2 đi. Vertical không có. Không có thôi. Đại khái là mình sẽ lưu lại trước ha để xem thử là mình chỉnh xong được cái header chưa. Cái tựa đề của cái bảng chưa. Ok, sau khi xong là mình sẽ vào đây xem. Đó, thì mình đang có được cái header như thế này. Anh em nhớ là để class name with full ha. Cái thằng này cũng sẽ là with full. Thằng div này cũng sẽ là class name with full. Để cho nó lấy full width của thằng kia ha. Rồi, nó full width nó như thế này. Và thằng này mình sẽ cho nó là padding là 4. Được rồi. Rồi, nó thụt vô ha. Khoan, cái thằng này không được padding nha. Full. Thằng thằng dưới này này mới có cái padding là 4 ha. Và cái chữ của thằng này á, mình sẽ để chữ của nó là tag. Tag của nó mình sẽ để là tag white ha. Ok, lưu lại. Rồi, cái chỗ này có khi là anh em không cần phải để tag center của cái thằng th đâu. Được rồi. Rồi, nó như thế này. Phone active role này, cái role này là bị tìm tìm không ra này. Mình đang thiếu cái created add nữa này. Thì để xem mình đã tải được cái moment rồi chưa. Có moment rồi. Import cho mình cái moment vào đây luôn. Moment. Rồi, xuống dưới này, chỗ cái thằng mình có một cái biến là created add không? Mình có một cái biến là created add.
continuous moment. Bỏ thằng này vô chấm format ha, mình sẽ format. Ok, cái padding của mình nó vô như thế này rồi. Và em để ý là nó không có vô hai đầu ha. Còn cái ở giữa thì nó bị miss cái role này với lại cái mobile. Thì trong cái này nó sẽ có gọi là mobile như thế này. Qua đây, mình sẽ pass cái mobile vào lại. Để xem nào, hình như mình thiếu cái mobile rồi. Cái role sau cái name á. Chỗ này để cho mình là element.mobile nha. Rồi, còn cái role này là không đúng thì mình sẽ để như này, tại vì nó là số, nhiều khi nó lại không đúng. À, chỗ này mình sẽ để là code ha. Nãy mình để code mà chỗ này là mình để role luôn lại. Rồi, cái số điện thoại có luôn, cái thằng này nó vẫn chưa ăn. Role này là 1945 1979, 1945 này, thằng này là 1979 này, thằng này kiểu string, nhưng mà mình vào đây thì mình để integer nó không ăn. Role này, role.element.code thì role.code ha. Được rồi. Rồi, khả năng cao là được ạ. Ồ, vẫn chưa được à. Đây, thằng này là role.code bằng element.role. Trời ơi. Đặt tên mệt mỏi. Ok, lần này có vẻ là được á. Rồi, xong nha. Bây giờ mình sẽ select tiếp. Thằng này nó mình để padding y này. Khả năng cao là phải bỏ đi, lưu lại để nó có thể padding cái x luôn ha. Rồi, cái này nó thụt vô thì mình sẽ dễ nhìn hơn. Còn tiếp theo là mình sẽ select cái khúc khúc dưới này. T body thì cái t round này thôi. Class name cái tag này mình sẽ để gọi là border. Tiếp theo là mình sẽ để là border gray 500 đi. Hôm nay mình có một cái border gray 500. Cái trong td này thì mình sẽ select hàng loạt nha. Rồi, class name. Đầu tiên là sẽ để padding class name. BI là 2 đi, BX sẽ là 4 đi. Rồi. Thằng ở trong này nè. Thì nó sẽ có thêm là gì? Từ nha, mình sẽ để là copy thằng này, cho thằng này là class name này. BX là 2 này. Text là orange này. Hover này. Underline này. Rồi, cursor pointer này. Ok, lưu lại. Rồi, anh em vô thì nhìn nó như thế này. À, ở trên này mình cho nó cái border nha, tại vì ở trên nó không có border á. Ctrl C, anh em cho cái border của thằng này này. Rồi, nhìn có vẻ cái bảng là ổn. Ủa, sao nó không cái tail round này nó có
bỏ cái border dưới này nha. Class name này. Ok, được rồi. Rồi, trước mắt thì cứ như vậy đi, full name này, role active. Ngày edit đây, hai thằng này nha. Mình để tag orange. À, nhớ là thêm để cái số nữa. 600 đi. Rồi, được rồi. Rồi. Xong cái thằng này nha. Hôm sau mình sẽ làm tiếp cái phân trang với lại cái tìm kiếm ở bên trên này, là xong cái thằng manager user ha. Hôm nay thì làm tới cái hiển thị nó thôi. Đó, hiển thị nó ra thôi. Ok.